chào các bạn. Hôm nay mình lại quay trở lại với cả các bạn kênh Văn Hóa Việt của mình, kênh chuyên về làm lồng chim và giới thiệu chim mồi và chim bổ. Hiện tại đây mình đây các bạn xem rừng núi này. Quanh quanh đây là gần cái chỗ bản của người Mường các bạn ạ. Đấy, người Mường ở khu vực Hòa Bình nhé, khu vực Lương Sơn Hòa Bình các bạn ạ. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ đi vào đây và bản đây là và sẽ quay một số cái coi như là cho các bạn giới thiệu một cái lục thủ nó ở anh ở trong này. Đấy, và nhà rất nhiều chim trà mào. Hiện tại là anh có con mồi rất là hay ở cái khu vực Lương Sơn. Thì ai hầu như cũng biết anh ấy tên là anh Cường. Thì là mình cũng có chơi với anh này rất là lâu rồi. Và anh cũng có con chim mồi đặc sắc mà thỉnh thoảng mình cũng có hay là mua lại một số chim của anh ấy về để mình cột lên. Hiện tại thì là anh điện cho mình bảo là anh rất có rất nhiều chim và anh mới đánh được trong cái mùa này. Đấy, và hôm nay mình sẽ đi vào đây có bản của anh ấy. Đấy, bản của dân tộc bây giờ người ta như này đây, anh lia lia của em quay đấy, bản đây rừng núi này đây. Đấy, hiện tại bây giờ em đi vào trong nhà ấy. Anh ơi. Đấy, cao thủ quét sân kìa. Đúng rồi bà con. Đấy, đây là con của anh ấy. Đấy, các cháu đây. Đấy, cao thủ đua xe. Đấy, là cháu này đây nữa. Anh, em chào anh ạ. Nay đến thăm anh. Đi vào đây anh ơi. Anh Cường ơi. Đây em hỏi thăm các bác. Vâng. Xin chào các bạn. Đây là anh Cường này ạ. Đấy, anh Cường này là ở Lương Sơn Hòa Bình đây. Sư điểu, sư điểu. Đấy, đây là anh chuyên chòe rồi chào màu các thứ các kiểu luôn. Anh nào muốn mua, hiện tại muốn mua chim của anh ấy thì tí nữa mình sẽ để cái số điện thoại của anh ấy ở dưới màn hình và cả số điện thoại của mình ấy. Và mình sẽ để cái số điện thoại của anh ấy mà các bạn nào muốn mua chim bổi liên hệ trực tiếp. Thì liên hệ trực tiếp với anh ấy. Còn mình chỉ là người giới thiệu thôi nhá các bạn nhá. Thế bây giờ là đây anh giới thiệu cho em con mồi ạ. Vâng. Đây anh rất nhiều chim đây các bạn ơi. Nay đến anh đang treo chim buổi chiều ra để dãi. Đấy. Chim. Rồi cho các bạn xem con đỉnh nhất luôn đi nhỉ. Đây các con mồi đây, con mồi của anh ấy đây. Các bạn. Đấy, anh mở ra cho xem em đấy. Hiện tại ở đây con mồi đây. Em này sờ thoải mái. Em này thì sờ thoải mái, gãi thoải mái nhá. Đây này. Mình cho tay vào hẳn được nhá. Đây đây. Đấy, gãi này. Đấy. Đây các bạn thấy chưa? Đây là em này đánh bại bao nhiêu đấy. Chim đây là toàn bộ các cái chim đây, thú chim đây. Đây. Chim này của anh ấy, đây. Đây là anh ấy, cái lồng này ấy, thì anh ấy đổi được một con mồi thì là được một cái lồng này. Mà cái lồng này thì mình không biết là bao nhiêu tiền nhưng mà thấy là cũng chắc tiền triệu. Rất là đẹp, tiền triệu rồi. Thì con mồi anh đổi cái này bởi vì là những cái người ở vùng đây lao động thì cũng không thể mua được các cái lồng như này. Đấy, bởi vì là cái lương đồng lương của họ rất là trung bình. Nên là đây là anh có mồi là anh đổi thì các bạn phải biết là con mồi của anh ấy đỉnh như nào. Đấy, còn đây là cái con mồi của anh đây. Đấy, đánh bại là toàn bộ các cái chiến binh quanh ở đây là coi như là toàn anh ấy đánh thôi. Toàn chiến binh núi rừng mà nó hãi đấy. Hãi hết. Đấy, đây này còn gãi được rồi, thò tay vào đây này. Không sao các bạn nhá. Đấy, đây này. Cù sờ được, và nó cù được nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Từ từ nhá, từ từ để cho anh em xem. Mặt mũi chân cẳng nào đấy. Đấy. Nó không nhảy thì để yên để xem được. Đấy. Tưởng lộn không lộn đâu. Đấy, chim nó ngoài hót rồi đấy. Đấy. Địch nha. Đấy. Cù rất thoải mái. Đây, đây xem các cái da này. Đây là toàn chim mới đánh được có. Đấy. Em chòe này nghe cũng thuần ngày xưa này. Chòe này mày thử trêu xem. Chòe thì nó hơi chắc là bởi vì là chòe như thế này là thuần rồi. Ừ, như này là ok. Đó, ok nhá bạn nhá. Đấy, còn đây là con tà màu đánh được đấy. Đấy, mới đánh được bây giờ các cái con này là anh cột ra đây. Thuần rồi, thuần rồi. Tà màu đây nữa này. Đấy, rất nhiều luôn. Đấy. Hơi tối. Đấy. Cái chỗ này thì là chim này là con này nó hơi tối thôi. Đấy. Đấy, lồng rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, chim bổi mới bậy đấy. 2 tuần mới được có 2 tuần à? 2 tuần mà như này là ngon rồi. 2 tuần đấy, đấy. Đây này, chim toàn cho con người dài, người đẹp thôi. Đấy, rất là đẹp luôn đấy, thấy chưa? Còn hiện tại thì anh có cả chòe lửa nữa các bạn nhé. Thích chòe lửa đây. Đấy.
quay mua xong một tí thôi anh ạ. Đấy, đây là chim bổi người ta đánh. Đấy, chim kè lửa kìa Thuần nhỉ, đấy. Đây, con này Thuần thế. Đấy, sạch ác. 2 tháng rồi đúng không? Đấy, đây là con cá. Con này là bẫy hay sao này? Bẫy về. Bẫy về. Ui, bẫy về 2 tháng này các bạn ơi. Chơi được rồi. Còn mãi trường. Ừ. Em này đứng ngoài vậy. Đấy, cái đứng kia xem nó hót kìa anh. Đấy, đấy, nó chơi nhau cái dàn kia nó chơi kìa. Đấy. Mà đây như con này anh Cường có bán được. Bán. Ờ. Đây nữa con này nữa này anh ơi. Con đây nữa này. Đấy quay xa xa đừng có gần. Đấy toàn con bổi già cao, màu cao đẹp chưa các bạn xem nhìn nhá. Đấy toàn bổi thôi các bạn ạ. Đấy. Mồi đang chơi ngoài kia kìa này, nhưng mà đây là toàn các cái con mới bánh mới đậu đấu được đấy. Đấy. Ừ. Con đây dàn đây các bạn ơi. Nhưng mà đây hiện tại thì đây. Hiện tại là nhà không có lồng. Ủa. Đây là anh ấy đốt vào một lô này ở trong lồng bẫy này. Cái lồng này. Đấy, đánh về và rất nhiều rồi chứ không phải là đuổi lưới đâu nhá các bạn nhá. Đánh toàn bánh đánh bằng chim mồi thôi. Đấy. Rất nhiều luôn. Đây là không có lồng nữa thì phải nhốt vào đây để tập trung để vào cám rồi các thứ. Đấy con nào cũng to người cũng dài đẹp các bạn ạ. Đấy còn con góc kia nữa kìa anh ạ. Nếu anh em nào gần đây có nhu cầu đến đây được thì tốt nhỉ. Đấy. Tao hồ mà chọn nhá. Xem chim của anh ấy luôn. Đấy. Chim trong vùng này đỉnh đấy. Đấy hiện tại thì là như thế. Rồi bây giờ ra phỏng vấn anh Cường cái nhỉ. Anh Cường ơi cho em phỏng vấn cái. Thế bình thường là luyện chim mồi thì cần những cái gì anh nhỉ? Thứ nhất là kinh nghiệm của anh là luyện chim mồi là như nào? Thì 2-3 tuần về là tách ra lồng một buổi cho ở gần người à tuần anh. Vâng, đấy nhiều anh em không hiểu thế. Tuần 2 tuần. Vâng. Với cho hỏi em hỏi là các cái con này anh đi đánh là vào buổi trưa hay là buổi nào ạ? Buổi sáng. Vâng, 8-9 giờ sáng. Vâng, 1-2 giờ chiều về. Vâng, ôm được 3-4 con. Vâng. Vâng, thế em hỏi cho anh như này. Nữa là ví dụ là trong cái vùng này mình làm ăn có nghĩa là rất là khó khăn đấy. Thế nhiều lúc là em thấy là người ta phải mua cám, mua cái thứ cho chim ăn. Thế nhưng mà em vào đây là em thấy cám của anh nó rất bình thường. Thế anh cho ăn quả gì hay là như nào nữa để cho mồi nó rất là căng lên thì anh có thể chia sẻ cho mọi người thì mồi có mỗi là ăn cám hiền bảo thấy đó. Còn vâng, toàn này toàn ăn cám gà hết. Vâng vâng, đấy cám gà nó dễ mà nếu mình cho hoa quả nhiều thì vâng nó mượt đâu. Vâng, và nó căng chim đúng không anh? Vâng, đấy các bạn thấy không, đấy là mình đã bảo các bạn rồi, cám thì là cám trào màu, cám gì thì cám. Nhưng mà đây anh không có thì anh cứ không gây ra làm cám thì anh có thể là mua cám hiển ở ngoài. Ví dụ như mình làm cám gà ấy. Thế nhưng mà chủ yếu là cám gì thì cám các bạn vẫn phải cho hoa quả các thứ vào thì là trào màu nó mới sẽ căng lửa nha các bạn nhé. Và tắm tát thường xuyên thì con chim nó sẽ rất là đẹp. Đấy các bạn xem là cái dàn vừa nãy mình quay đấy. Là toàn chim coi như là đánh bổi về mới có được 2 tuần rồi các thứ mà chim rất là đẹp. Đấy đứng lồng một giờ và quay từ xa đây nhìn kìa. Nhảy đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy, với cái dàn chim là như vậy. À vậy thế còn đâu là hiện tại ở đây có các con mồi thì là nói chung là như này, mình nói rõ cho các bạn luôn. Ở đây thì nói chung là nó sẽ không có giá gọi là giá chung cả. Mà có nghĩa là tùy từng con nên là mình không hề hỏi cái vấn đề đấy. Là bao nhiêu là không giá biết bao được. Nhiêu mình không biết. Đấy như ngoài quán thì là nó giá chung. Như ngoài quán là xếp hàng mình bán giá chung nhưng mà riêng ở đây thì là từng con nó sẽ bán giá khác nhau. Đấy là anh Cường anh sẽ biết và các bạn hãy sẽ liên hệ với cả anh Cường là chim chim bán giá bao nhiêu nhá. Hỏi thì, trực thì, tiếp. Thì hỏi trực tiếp thì mình sẽ cho cái số của anh Cường ở dưới. Đấy. Ở đây bây giờ ra xem lại cái con trào màu này, anh thích con này quá sơn ạ. Còn con nữa như nay thằng em nó mượn mất. À đấy. Tháng này. Thế là anh Cường hiện tại đang có 2 em sát thủ thợ săn chim này. Đây là một sát thủ còn một sát thủ nữa là đang cho mượn thôi, đang đi công tác đấy. Đấy anh em ngắm sát thủ đi. Đấy là mấy con này toàn 2 tháng từ đúng lồng rồi đây đấy. Đấy em này thì là người form nhỏ gọn đứng lồng rồi chắc cũng sớm thành sát thủ rồi. Đấy còn mấy em này dài người nhỉ. Đấy này mấy em rất là dài người luôn, dài chim luôn. Mấy em này thì mới nhưng mà chắc là vào tay anh Cường thì cũng sớm ngày cũng thành sát thủ lốt đấy. Đây con này mới đẹp, là con này quay ở trong này công nhận nó đẹp, anh nhìn nó nhảy ra. Đấy người rất là dài, con nào cũng đẹp, công nhận con nào cũng đẹp rồi. Tối không phải là ấy đâu. Đây con này cũng thế này. Đấy người là rất dài nhá, anh xem người nó rất dài chi.
chè lửa. Đấy. Đây còn có con chè nữa. Đấy, con chè này thì lên làm mâm rượu là ngon lắm này. À, đây. Đấy, quay quay vào đây để cho em đấy xem con chim. Đấy. Ok. À, đây nữa này. Ở đây quay. Đây là nhìn đẹp chưa? Đấy, màu nhìn rất đẹp luôn, quay từ xa, đứng từ xa này thôi nhìn thấy này. Đấy, con chim mà. rất là đẹp. Đấy, anh em xem thì anh em ủng hộ nhá. Đấy, anh em kết con nào? Kết con nào? Để chơi. Đấy, toàn mồi bọc các thứ là gồm lên thôi. Đây nữa này, đây nữa. Tuy là nó rất là nhảy thôi nhưng mà rất là, bởi vì là chim mới mà, toàn chim mới thôi. Đấy, nhưng mà thuần vào như thế này rồi là rất là ok. Đấy, các bạn xem cho kỹ nhá. Đấy, một dàn hàng chim đẹp này nữa. Đấy. Đây mình sẽ đi từ đầu, nếu anh em nào có nhu cầu muốn thích mà chọn thì sẽ đọc tên cái lồng số mấy nhá. Lồng số 1 này. Rồi. Đây. 1 này, 2 này. Đấy. Đây là em số 2 này. Đấy. Em số 3. Em số 3, em này chắc là mới này. Ừ, đấy. Còn ông này là ông chè than. Cho luôn là số 4 đi đúng không? Cho anh em dễ đọc. 4. Đấy, ông này ông số 5 này. Ông này cũng thuần rồi này. Ông này thuần rồi. Đấy. Mẹ ông còn đi ngang sang nữa kìa. Ông này thuần rồi. Con này bố cũng chơi rồi. Này. 5 rồi nhỉ? 5. Em này em số 6. Số 6 nhưng mà là mồi nhưng mà anh không bán đâu. Đấy. Không, nếu mà ông nào có duyên thì khả năng là cũng bán. Ừ, có duyên. Nó giả tầm độ vài chục. Đấy. Rất là đẹp thôi. Dài người nhỉ, công nhận con này dài người. 2, 4, 5, 6, con này lồng số 7. Đấy. Đấy, còn lồng số 8 đấy, bạn xem. Em này số 8, đứng lồng rồi này. Đấy. Mọc đấy, mọc nhá các bạn nhá, mà đã đứng lồng rồi đấy. Bạn về chăn một thời gian là ok thôi. Đây, em chè lửa tạch tạch đi. Này, con này số 9 rồi nhỉ? Ừ, số 9. Đây, em số 10. 10 này, 10 con này. Đấy, em này em chè này thì chơi cùng rồi các bạn nhé. Rất thuần rồi. 10 rồi chứ? 11 rồi. 11 à? 12. Tìm lúc của quên. Đấy. Đấy, tạm giới thiệu với anh em là như vậy thôi. Đấy, và đây nữa, và đây cái dàn này nốt cái dàn ở trong kia. Đấy, cho anh em ngắm cho kỹ đi. Thì là được đấy. Nốt chỗ đấy thôi. Đấy. Vào rất to luôn. Đấy. Đây là chỗ đây có một đống nữa. Đấy. Chỗ này thì bây giờ khó nhảy lung tung, khó đọc lắm, khó đọc tên á. Ừ, đấy. Chỉ giới thiệu cho anh em xem thôi. Ừ. Ok, nói gì nữa? À thôi. Bây giờ hiện tại là mình quay đủ thế để cho anh em mà xem clip. Vậy thì bây giờ mình xin kết thúc clip ở đây để mình còn đi kiếm cái một số chỗ khác nếu mà có nữa thì mình quay tiếp cho anh em. Đấy, vậy đây bây giờ mình sẽ kết thúc ở clip ở đây. Mong anh em là hãy ủng hộ kênh mình này bằng cách là ấn chuông để theo dõi những clip mới nhất và chia sẻ clip này đến tất cả những anh em mà yêu chim chào mào, sư điểu làm lồng chim. Đấy, kỳ điểu ấy. Đấy nhá. Vậy thôi, bây giờ mình sẽ tí nữa mình sẽ cho cái số điện thoại của mình và số điện thoại của anh ý để giới thiệu. Ôi, xin chào các bạn. Đấy, giới thiệu cho anh em thêm một gọi là anh em để giao lưu. Đấy. Một nhân vật nữa để anh em giao lưu. Đấy, và đấy là hỏi. Anh Cường nhá. Đấy, Cường. Đấy. Đấy, bạn nhìn không? Chè, cho chè ăn sâu rồi nó thuần. Cho gần cái mái này. Ừ. Chè lửa. Đấy, gái anh á, đấy. 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 Anh em cứ liên hệ để giao lưu với anh Cường nhá. Ừ. Ok nhá. Ok.